Nhằm giúp học sinh lớp 12 làm quen cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, nhiều trường trung học phổ thông tại thành phố Vũng Tàu đã tổ chức thi thử tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. Căn cứ vào kết quả thi thử, các trường sẽ có các giải pháp ôn tập phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng học sinh, giúp các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức diễn ra vào cuối tháng 6 tới. Tham gia thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông trong 2 ngày, hơn 1.100 học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn và Trung học phổ thông Vũng Tàu thực hiện 4 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Tiếng Anh và 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Các bài thi đều theo hình thức trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi với 4 mã đề, riêng môn Ngữ văn thi tự luận. Dù thi thử nhưng mọi quy trình thi đều được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, từ đánh số báo danh, bố trí khoảng cách trong phòng thi đến kiểm tra vật dụng được mang vào phòng. Em thấy em làm bài khá ổn và em thấy là cái việc tổ chức của nhà trường là khá là tỉ mỉ và bài bản. Qua 2 lần thi thử em có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Và rút ra được là cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là thời gian. Mình phải canh làm sao cho thời gian mình vừa đủ phù hợp để mà mình làm tốt được cái bài thi của mình. Kỳ thi thử này nó sẽ giúp cho em được cọ sát cũng như là biết được năng lực của mình tới đâu để có thể cố gắng hơn nữa và biết được những cái lỗi sai sót của mình để có thể hoàn thiện hơn. Đề thi văn hôm nay khá là sát với lại những gì thầy cô đã ôn luyện. Và qua đây thì em thấy nó không gây áp lực cho em lắm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, toàn thành phố Vũng Tàu có 3.863 học sinh lớp 12 hệ phổ thông, giáo dục thường xuyên và tự do dự thi.